Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông Trung Quốc dùng vũ khí bí mật, Tư Chính Việt Nam điều tàu mũi vo ve. Vâng, các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua Trung Quốc đã liên tục tăng ngân sách quốc phòng để thôn tính những nước khác khi họ tuyên bố đường 9 đoạn bao gồm Việt Nam gọi là đường lưỡi bò. Rất nhiều vùng biển của Việt Nam đã nằm trong đó và trong đó có cả khu vực Bãi Tư Chính nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền và đã có những khu vực khu nhà giàn DK1 và những khu vực khai thác dầu khí khác. Nhưng hiện nay Trung Quốc đã ra công bố và yêu cầu Việt Nam lập tức rút khỏi khu vực này. Và vào năm 2019, chính vì vậy Trung Quốc đã tăng ngân sách quốc phòng lên tới 177 tỷ USD. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số trang truyền thông quốc tế đã chia sẻ với ngân sách khổng lồ của quốc phòng này thì họ đã sản xuất và đóng mới rất nhiều tàu ngầm cũng như tàu chiến với những vũ khí rất hiện đại. Đó là ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vào năm 2016 đã tăng đến 7,5%. Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2019 sẽ tăng 7,5% lên mức hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 77 tỷ USD. Con số này được đưa ra trong thông báo về ngân sách tại phiên khai mạc Quốc hội nước này hôm 5 tháng 3 năm 2019. Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tăng 8,1%, năm 2017 là 7% và năm 2016 tăng 7,6%. 5 năm trước đó tăng với hai con số. Việc Trung Quốc tăng cường quân sự đã khiến nhiều nước láng giềng lo ngại, nhất là Bắc Kinh, ngày càng mạnh mẽ củng cố chủ quyền tại nhiều nơi như Biển Đông. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ, đây là những chiến hạm của Trung Quốc phóng tên lửa ở ngay trên Biển Đông cũng như những tàu ngầm của Trung Quốc hiện diện hùng hậu ở khắp nơi trên Biển Đông. Và trong khi đó thì ngân sách quốc phòng của Việt Nam chỉ là 5,1 tỷ USD, tức là chỉ tương đương với con số lẻ của Trung Quốc, cộng thêm cái tệ nạn tham nhũng trong quân đội như các bạn đã phát hiện trong thời gian vừa qua trên một số trang báo trong nước đã đăng tải bắt giữ cả những tướng quân đội đã tham nhũng đất đai và vi phạm nhiều cái kỷ luật khác. Ngoài ra thì quân đội Việt Nam lại làm kinh tế, cho nên điều đó cũng sẽ làm suy yếu thì khả năng chiến đấu của quân đội và dẫn đến nhiều cái việc nghiêm trọng khác xảy ra tới đây. Và bài báo đã đăng tải cho biết tạp chí Business White cho biết Việt Nam chi ngân sách quốc phòng và dành bao nhiêu để mua vũ khí hiện đại. Mở đầu bài báo của mình, Business White cho biết ngân sách quốc phòng Việt Nam dự kiến sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm ở mức 9,43% trong giai đoạn 2020-2024, đạt tới con số 7,9 tỷ USD vào năm 2024. Theo đánh giá, tình hình khu vực trở nên ngày càng phức tạp là yếu tố chính buộc Việt Nam phải tăng cường khả năng quốc phòng. Ước tính Việt Nam sẽ phân bổ 5,1 tỷ USD cho chi tiêu quân sự vào năm 2019, trong đó 32,5% dành cho việc mua sắm vũ khí, trang thiết bị. Chi tiêu quốc phòng của đất nước tăng với tốc độ là 7,34% trong giai đoạn 2015-2019. Trong tương lai, Việt Nam có thể sẽ đặt mua máy bay chiến đấu đa năng, xe bọc thép, tàu hải quân, tàu tuần tra, máy bay tuần tra hàng hải và thiết bị quan sát. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam dự kiến sẽ tăng từ 5,5 tỷ USD vào năm 2020 lên 7,9 tỷ USD vào năm 2024. Vâng, như vậy các bạn thấy rất rõ con số chúng ta có thể so sánh được. Với 5,5 tỷ USD thì ở Việt Nam có ngân sách quốc phòng chỉ bằng số lẻ của Trung Quốc mà thôi. Việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng này có liên quan rất rõ đến mục tiêu là bảo vệ đường 9 đoạn mà Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc đã tự vẽ ra trước đó. Và hiện nay với cái hình ảnh mà các bạn có thể thấy ở đây thì chiếc đường lưỡi bò này của họ đã chiếm trọn tới 90% diện tích Biển Đông và gần như toàn bộ cái phần lãnh thổ của Việt Nam gọi là lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đều nằm trong cái vùng đường lưỡi bò này của họ hết. Và đấy là cái điều mà Trung Quốc đang đe dọa Việt Nam. Nhưng rất tiếc Việt Nam hiện nay chưa có biện pháp hữu hiệu để chống lại và phản ứng lại cũng như bảo vệ chủ quyền của mình ở trên Biển Đông trước Trung Quốc. Các đội tàu chiến, tàu ngầm, tàu sân bay và không quân của Trung Quốc đã được đóng mới và hiện đại hóa với tốc độ rất chóng mặt và nó hiện nay đang cạnh tranh rất mạnh với cả hải quân của Mỹ và những nước xung quanh. Đặc biệt, một số tiền không nhỏ trong ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã được dành để nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí mới. Như vũ khí điện tử là một trong những trọng tâm của chương trình này của Trung Quốc. Đây là một tiết lộ được đăng trên tạp chí SED chuyên về quốc phòng và quốc tế đã đăng trong thời gian qua. Và đấy là điều mà chúng ta cần phải tham khảo cũng như quan sát chi tiết về cái thông tin này. Đó là Trung Quốc làm việc về vũ khí điện tử đánh giá từ Ấn Độ. Không có nghi ngờ rằng Trung Quốc đang làm việc trên các hệ thống vũ khí tinh vi. Trong khi Trung Quốc đang hiện đại hóa lực lượng hạt nhân, họ cũng không bỏ qua hỏa lực thông thường. Ví dụ Trung Quốc đang nghiên cứu các công nghệ điện tử với mục tiêu vũ khí điện tử cho đất liền của mình. Các lực lượng hải quân cũng là đối tượng được trang bị tiếp theo, và sau đó là đến không quân. Vào tháng 8 năm 2018 đã có báo cáo rằng Trung Quốc đang phát triển một tên lửa đất đối không có khả năng bắn rất xa. Súng khi được bắn đi sẽ cung cấp cho Trung Quốc một khả năng lớn hơn ở các khu vực có độ cao lớn như Tây Tạng và Hy Lạp và Hy Mã Lạp Sơn. Tầm bắn của chúng mặc dù không được chỉ định, được cho là lớn hơn tầm bắn của các hệ thống tên lửa tầm bắn 150 km hiện nay. Đấy cũng theo bài báo này đã đăng tải. Theo báo cáo, Hải quân Trung Quốc đã thử nghiệm các phiên bản phóng của biển vào năm 2018 và súng gắn trên các tàu chiến dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025. Súng hải quân có tầm bắn khoảng 200 km. Nếu các báo cáo là đúng, Trung Quốc sẽ tự lắp súng thành công vào một tàu chiến vào năm 2017 rồi. Và đấy là điều mà các bạn cũng xem rất chi tiết, vì Trung Quốc cũng đã tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông, và đặc biệt rất nghiêm trọng là ngày 18 tháng 9 vừa qua thì Trung Quốc, Bắc Kinh đã vu cáo Việt Nam là vi phạm quyền lợi và lợi ích của họ trên Biển Đông. Bắc Kinh ngày 18 tháng 9 tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền lợi và lợi ích của Trung Quốc khi triển khai khai thác dầu khí đơn phương trong khu vực Bãi Tư Chính kể từ tháng 5 năm nay. Và Trung Quốc đã yêu cầu Việt Nam phải rút toàn bộ tàu ra khỏi khu vực này. Thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm, vì với những vũ khí mà hiện đại Trung Quốc đã được bố trí ở trên Biển Đông cùng những chiến hạm của họ và ngân sách quốc phòng của họ rất lớn như vậy, thì rõ ràng đây là một cái đe dọa rất lớn đối với Việt Nam. Và để tìm hiểu thêm về loại vũ khí này thì chúng ta cũng có thể theo dõi thêm hình ảnh về loại vũ khí mới nhất của Trung Quốc được cho rằng đang được trang bị trên một số chiếc tàu của họ ở Biển Đông. Các hệ thống máy phóng điện từ có thể cho phép tên lửa đạt phạm vi lớn hơn với tốc độ tăng lên, do đó càng gây khó khăn cho việc đánh chặn hệ thống tên lửa. Tên lửa, pháo binh và súng cối khó bị dùng với loại vũ khí này khó bị chặn nhất, và tốc độ cao sẽ khiến nhiệm vụ phòng thủ chống lại các hệ thống tên lửa này trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, tên lửa có thể được bắn theo một số lượng lớn trong thời gian ngắn sẽ khiến cho việc đánh chặn trở nên khó khăn. Những khẩu súng này cũng rẻ hơn so với tên lửa dẫn đường. Điều này được báo cáo là sẽ cho phép súng tấn công các mục tiêu trên khu vực rộng lớn hơn nhiều và có thể phóng đạn với tốc độ siêu âm. Đạn được đặt trên một phần ứng giữa hai đường dây dẫn điện, theo đó một điện tích được dẫn vào đường ray dẫn đến hai dạng từ trường tạo ra lực đẩy lớn. Và đây là mô hình của pháo điện từ cũng như phóng tên lửa này của Trung Quốc. Và với những cái vũ khí như thế này thì Trung Quốc đe dọa những cái tàu chiến hoặc là những tàu cảnh sát biển Việt Nam và những hòn đảo của Việt Nam ở ngoài Biển Đông thực sự là rất lớn, và điều đó Việt Nam cũng cần phải nghiên cứu để có biện pháp đối phó kịp thời. Và điều đặc biệt là của loại tên lửa mà Trung Quốc đã nghiên cứu dùng súng phóng điện từ này ấy, ở chỗ là nó được hỗ trợ phóng đi từ trên tàu chiến bằng lực đẩy điện từ, nên viên đạn đã được phóng đi với tốc độ rất nhanh, cự ly hành trình cũng vì thế mà rất dài và khó đánh chặn. Và ngoài ra, những đầu đạn này của Trung Quốc khi họ sản xuất thì có thể mang được rất nhiều thuốc nổ, vì nó không phải mang một lượng lớn loại thuốc phóng để có thể phóng tên lửa lúc khởi động, mà đã dùng cái loại điện từ để phóng đi. Và theo báo cáo, Hải quân Trung Quốc đã thử nghiệm các phiên bản phóng của biển vào năm 2018 rồi, và đã gắn trên một số tàu chiến để thử nghiệm vào năm 2017 trước đó, và dự kiến sẽ lắp hàng loạt vào năm 2025. Thế như vậy là với những loại vũ khí của Trung Quốc như nguy hiểm như thế thì Việt Nam phải có biện pháp đề phòng và cũng như chống lại. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem thêm cái mô hình mà tờ báo Quân đội Quân sự này đã đăng tải. Đó là súng điện từ hải quân đặc biệt sẽ có một khả năng thông thường hữu ích ở Biển Đông cũng như ở Biển Đông Trung Hoa. Những khẩu súng như vậy cũng sẽ hạn chế nhu cầu của Trung Quốc để triển khai số lượng lớn đạn, giúp tăng sự an toàn của tàu hải quân và giảm chi phí hậu cần. vì không phải mang theo những cái loại thuốc phóng, cho nên là những cái loại vũ khí này của Trung Quốc sẽ được bố trí rất nhiều trên những tàu chiến của họ, và nó sẽ giảm cái vấn đề hậu cần cũng như cái chỗ khu vực để chứa đạn đối với cả những cái loại tên lửa này. Và Trung Quốc sẽ cần, tất nhiên Trung Quốc sẽ cần điện đầy đủ và có thể là một thách thức đối với Trung Quốc, đặc biệt là khi tàu đang ra khơi. Đây có thể là lý do việc Trung Quốc dự kiến sẽ đưa nhà máy điện nguyên tử nổi ra Biển Đông trong thời gian tới. Và hình ảnh của các bạn có thể tham khảo ngay ở đây, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ sau video này để các bạn cũng biết hình ảnh chi tiết cũng như đường link để trực tiếp đọc những thông tin cụ thể hơn về những loại vũ khí mới và rất nguy hiểm của Trung Quốc đang được bố trí và triển khai ở Biển Đông. Và đây chỉ là một trong những loại vũ khí mà họ báo chí tại Ấn Độ đã tiết lộ ra ngoài. Còn ngoài ra còn rất nhiều loại vũ khí khác mà Trung Quốc đã đưa ra mà chúng ta không thể biết được. Và ở Việt Nam thì lại đưa ra trong thời gian này để bảo vệ chủ quyền biển đảo rất rộng lớn của mình ở Biển Đông cũng như vùng 200 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế, thì Việt Nam lại sử dụng những con rất ít tàu và thậm chí còn có những con tàu rất cũ như thế này đưa vào sử dụng. Đó là việc Việt Nam điều tàu hộ vệ 18 dự tập trận Trung Mỹ ASEAN. Tàu hộ vệ 18 của Hải quân Việt Nam đã rời Việt Nam vào trưa ngày 1 tháng 9 để bắt đầu chính thức tham gia cuộc tập trận chung lần đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN diễn ra từ ngày 2 đến 6 tháng 9 ở khu vực Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam mũi Cà Mau. Và đặc biệt là tàu hộ vệ 18 là tàu săn ngầm lớp Pohang vốn đã bị thải loại về hết hạn sử dụng của Hàn Quốc do Việt Nam xin được của họ vào năm 2018, và sau đó đã sơn sửa và cải tạo lại thành chiến hạm của mình. Và điều này sẽ tạo cái cơ hội và thách thức cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam rất nghiêm trọng khi Việt Nam không có đủ vũ khí, không có những cái thiết bị quân sự tối tân để có thể áp chế lại những vũ khí của Trung Quốc đang sử dụng, và điều đó sẽ gây rất nhiều những thiệt hại và hoặc là hy sinh, mất mát cho các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam khi họ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Và tàu chiến của Việt Nam thì có số lượng ít lại cũ và khó đối đầu với Trung Quốc trong các trận hải chiến để bảo vệ chủ quyền tại khu vực Bãi Tư Chính và vùng Biển Đông. Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, sớm liên minh với Mỹ và châu Âu để bảo vệ được trên 90 triệu người dân và đất nước của mình. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thoibao.de ngày hôm nay, thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này và để lại những bình luận để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Lê Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.